chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Lan, mắc đau thần kinh tọa, viêm thoái hóa khớp gối, hội chứng vai gáy. Thưa quý vị, căn bệnh thoái khớp gối làm cho bề mặt sụn khớp bị biến đổi. Về lâu dài, chúng làm biến đổi luôn cả bề mặt của khớp, sau đó lại hình thành các gai xương và cuối cùng là hư khớp. Người bị thoái khớp gối sẽ có những dấu hiệu đau khớp, vận động khó khăn. Theo số liệu thống kê cho thấy, đối tượng mắc bệnh thoái khớp gối phổ biến nhất là những người cao tuổi. Do vậy, tuổi tác chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh thoái khớp gối. Ngoài tuổi tác, những nguyên nhân có thể gây bệnh còn có chấn thương khớp như nứt, vỡ xương bánh chè, vỡ nứt lồi cầu dưới xương đùi, xương chày, đứt dây chằng khớp gối. Do viêm nhiễm khớp gối, tổn thương sau phẫu thuật, do chấn thương xương trậu, xương đùi. Thưa quý vị, hội chứng thắt lưng hông được hiểu là tình trạng thoát vị đệm đệm tại vùng thắt lưng hoặc thoái hóa cột sống, khiến cho các dễ thần kinh tủy sống từ L1 đến L5 bị chèn ép. Nói cách khác, bệnh là sự kết hợp của hai hội chứng cột sống và hội chứng dễ thần kinh. Người bệnh sẽ có những dấu hiệu xuất hiện những cơn đau ở vùng thắt lưng lan xuống hông, cảm thấy mỏi mông. Các cơn đau âm ỉ kéo dài trong nhiều ngày khi cử động đột ngột hoặc vận động có cảm giác đau nhói. Gặp khó khăn khi thực hiện các tư thế cúi người, xoay người, ngồi làm việc, cảm thấy bị mỏi, rã rời. Một số người còn bị gù lưng do biến chứng vẹo cột sống. Có thể nói, nguyên nhân của hội chứng thắt lưng hông rất phức tạp và đa dạng. Do bệnh là sự kết hợp của thoát vị đệm đệm và hội chứng dễ thần kinh hông to, nên nguyên nhân gây bệnh cũng khá tương đồng của hai bệnh lý trên. Thoát vị đệm tại vị trí L4 L5 khiến cho vị trí của đệm đệm bị trượt ra ngoài. Khi người bệnh vận động, hai đệm đệm này cọ sát vào nhau, tạo nên cảm giác đau đớn. Do thói quen sinh hoạt hàng ngày, do thói quen tập luyện thể dục thể thao quá sức, bê vác vật nặng. Bên cạnh đó, cũng không ít người bị hội chứng do thoái hóa cột sống lưng hoặc do bẩm sinh. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt gút là phương pháp phát triển từ phương pháp châm cứu cổ truyền. Vậy nên, phương pháp này kế thừa sự lành tính và an toàn là những tinh hoa của châm cứu. Hiện nay, phương pháp này càng được biết đến rộng rãi là ưu tiên hàng đầu của bệnh nhân. Viện cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông cam kết về sự hài lòng của bệnh nhân sau khi được điều trị tại đây bằng phương pháp cấy chỉ cắt gút. Đối với những người mắc căn bệnh thoái cột sống, họ luôn phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng do căn bệnh mang đến. Vậy nên, người bệnh luôn mong muốn tìm đến một phương pháp điều trị có hiệu quả và giảm đau nhanh chóng. Phương pháp cấy chỉ cắt gút là một sự lựa chọn hàng đầu cho người bệnh. Bên cạnh những ưu điểm như lành tính, tiết kiệm thời gian, chi phí, thì đây là phương pháp không phẫu thuật, không phải sử dụng thuốc. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.